Xin kính chào anh chị khách hàng. Thì hiện tại vẫn là Giang đây, và Giang đang có mặt tại vị trí dự án Westgate của chúng ta. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 3 2023 anh chị khách hàng nhé. Và như anh chị khách hàng thấy phía sau lưng của Giang đây là công trình của dự án Westgate. Vì sắp tới đây phía chủ đầu tư An Gia sẽ bàn giao trước cho mình hai tháp, đó là tháp A hay còn gọi là tháp Đa Nếp, và tháp B hay còn gọi là tháp Xin của dự án Westgate của chúng ta vào đầu tháng 4. Thì bắt đầu từ đầu tháng 4, Giang và đội ngũ của Giang sẽ trụ lại đây và sẽ trở thành cư dân đầu tiên của dự án Westgate để hỗ trợ những nhà đầu tư đang sở hữu những căn hộ đầu tư ở những giai đoạn đầu và những giai đoạn tiếp theo để bán lại hoặc là cho thuê lại. Thì Giang cam kết sẽ ở lại đây lâu dài để mà hỗ trợ cho anh chị khách hàng luôn. Như anh chị khách hàng biết là thời gian gần đây phía chủ đầu tư và tập đoàn Recon đang rất là gấp rút để mà hoàn thiện về mặt ngoài lẫn bên trong của tháp A và tháp B của dự án Westgate của chúng ta để mà kịp tiến độ bàn giao. Như anh chị thấy là bên ngoài là phía chủ đầu tư đã dỡ cái hàng rào tôn ha, để mà hoàn thiện cái hành lang của mặt trước của dự án ngay tại vị trí những căn shop house. Còn phía mặt trong thì phía chủ đầu tư cũng đang hoàn thiện rất là nhanh để mà những cái tiện ích nó hình hài, và nó sẽ bàn giao sớm tiện ích để mà cho cư dân của chúng ta được sở hữu và được sử dụng những tiện ích đó. Rồi, nếu anh chị khách hàng nào còn những cái lo ngại, còn những băn khoăn khi mà quyết định sở hữu những căn hộ này thì hãy cứ liên hệ ngay với Giang. Giang sẽ cập nhật những thông tin sớm nhất và gửi đến anh chị những cái video 360 độ Giang có gửi đến anh chị qua phần mô tả phía bên dưới video này. Anh chị cứ cần click vào phần mô tả, nó sẽ show ra tất cả những cái căn hộ tiêu chuẩn của dự án Westgate, như là căn 2 phòng ngủ 2 toilet, nó có loại 59m² nè, 69m², và căn 3 phòng ngủ 2 toilet nó có loại 85m² và 113m² bằng cái công nghệ 360 độ. Anh chị khách hàng chỉ cần click vào cái đường dẫn video đó thì chúng ta sẽ xem được toàn cảnh 360 độ. Và Giang có làm một cái video hướng dẫn anh chị xem cái video 360 độ này để làm sao xem được một cách chi tiết nhất và rõ ràng nhất. Giang cũng để cái video hướng dẫn ở dưới cái phần mô tả luôn anh chị khách hàng nhé, để anh chị khách hàng có thể hình dung và dễ dàng xem được cái căn hộ mà tương lai anh chị khách hàng sẽ mua hoặc là thuê tại đây. Nếu mà mình chưa muốn mua thì mình cứ hãy thuê trước để mình trải nghiệm sống tại đây. Sau đó chúng ta thấy sản phẩm tốt, chất lượng tốt, tiện ích tốt thì chúng ta hãy sở hữu cũng không muộn. Và số điện thoại của Giang là 0914245885 hoặc là 0916470880. Hãy liên hệ ngay anh chị khách hàng nhé. Và hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án Westgate ngay trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, đối diện với công viên trung tâm hành chính của chúng ta luôn. Rồi, hẹn gặp lại anh chị khách hàng. Chào anh chị khách hàng.